Những cuộc điện đàm xuyên Đại Tây Dương giữa các nhà lãnh đạo châu Âu với ông Joe Biden, người được truyền thông Mỹ tuyên bố là chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 vừa qua, vẫn được diễn ra trong bối cảnh ông Donald Trump đang thúc đẩy quá trình kiện tụng vì nghi ngờ có các gian lận bầu cử. Các nhà lãnh đạo thuộc phe đồng minh thân cận của Mỹ cũng đã gọi điện chúc mừng ông Joe Biden, đồng thời cũng cam kết hợp tác để trải qua giai đoạn bất thường như hiện nay. Các nhà lãnh đạo chủ động liên hệ với ông Joe Biden bao gồm Thủ tướng Anh Boris Johnson, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel. Dù Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định ông Donald Trump sẽ tiếp tục giữ chức Tổng thống và sẽ có quá trình chuyển đổi suôn sẻ sang chính quyền Trump thứ hai. Phát biểu từ quê nhà Delaware, ông Biden cho biết sẽ hợp tác trở lại với nhiều nước trên thế giới. Tôi muốn họ biết rằng nước Mỹ đã trở lại, chúng ta sẽ trở lại cuộc chơi và chúng ta không đơn độc. Tôi đã có cơ hội nói chuyện với 6 nhà lãnh đạo trên thế giới và nhận được phản hồi tích cực từ phía họ. Chúng tôi sẽ phải kế thừa một đất nước bị chia cắt và thế giới hỗn loạn, nhưng chúng tôi cũng đã nhận được sự chào đón từ khắp nơi trên thế giới, từ các đồng minh và bạn bè của chúng tôi. Tôi tự tin vào việc sẽ đưa nước Mỹ trở lại vị trí được tôn trọng như trước đây. Nhóm chuyển giao quyền lực của ông Biden dự định làm việc với các đối tác châu Âu để ngăn chặn đại dịch và tình trạng biến đổi khí hậu. Trước đó, Tổng thống Trump và các đồng minh từng có quan điểm khác biệt về vấn đề này. Trong diễn biến mới nhất, ekip chuyển giao quyền lực của ông Joe Biden đã chính thức ra mắt với nhiều gương mặt nổi trội là những chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực như kinh tế, tài chính, môi trường và giao thông, các nhà hoạt động cấp tiến và các cựu quan chức dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama. Được biết, ưu tiên trước mắt của chính quyền mới sẽ tập trung giải quyết loạt vấn đề kinh tế, từ bất bình đẳng thu nhập cho đến biến đổi khí hậu. Đội ngũ chuyển giao quyền lực của ông Biden sẽ chịu trách nhiệm liên lạc với chính quyền Tổng thống Donald Trump để đảm bảo quá trình chuyển giao diễn ra suôn sẻ. Dù giới truyền thông Mỹ tuyên bố ông Joe Biden chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, song cơ quan dịch vụ tổng hợp có quyền công nhận Tổng thống Mỹ đắc cử vẫn chưa đưa ra xác nhận. Hiện ứng cử viên Joe Biden và đội ngũ tranh cử của ông đã tính đến việc khởi kiện vì bị trì hoãn công bố chiến thắng một cách không công bằng. Trong khi đó, thì chính quyền Tổng thống đương nhiệm Donald Trump vẫn đang hy vọng vào một nhiệm kỳ thứ hai với cuộc chiến pháp lý hậu bầu cử đã được khởi động. Đội ngũ chuyển giao quyền lực của ông Joe Biden hiện đang cân nhắc hành động pháp lý xung quanh việc cơ quan dịch vụ tổng hợp trì hoãn việc công nhận chiến thắng của ông trước Tổng thống đương nhiệm Donald Trump. Thực tế, luật pháp Mỹ không quy định rõ ràng thời điểm cơ quan dịch vụ tổng hợp phải hành động, nhưng các quan chức chuyển giao quyền lực của ứng cử viên Đảng Dân Chủ Joe Biden nói rằng chiến thắng của họ đã rõ ràng và một sự trì hoãn là không công bằng, kể cả khi ông Trump không chấp nhận thất bại. Với ứng cử viên Joe Biden, việc trì hoãn này cũng không ảnh hưởng nhiều đến đội ngũ của ông chuẩn bị cho quá trình chuyển giao cũng như ngày nhậm chức Tổng thống vào ngày 20 tháng 1 năm 2021. Sẽ không có gì ngăn cản được điều đó. Tôi tự tin rằng việc họ không sẵn lòng thừa nhận chúng tôi đã thắng vào thời điểm này không tác động nhiều đến kế hoạch của chúng tôi và những gì chúng tôi có thể làm từ nay đến ngày 20 tháng 1, tất cả sẽ thành hiện thực vào ngày đó. Việc cơ quan dịch vụ tổng hợp chưa công nhận chiến thắng của ông Biden diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần tuyên bố có gian lận trong các cuộc bỏ phiếu và đã đệ một loạt đơn khiếu nại về kết quả dù không đưa ra bằng chứng. Mới đây nhất, chiến dịch tranh cử của ông Trump đã nộp đơn kiện tại bang Michigan ngăn cản việc công nhận kết quả tại bang này. Đây là vụ kiện mới nhất trong chuỗi kiện cáo mà ông Trump tuyên bố sẽ theo đuổi tới cùng với hy vọng có thể lật ngược thế cờ. Không chỉ vậy, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo còn khẳng định Tổng thống Donald Trump sẽ tái nhiệm. Sẽ có sự chuyển giao êm thấm cho chính quyền thứ hai của Tổng thống Donald Trump. Chúng tôi đã sẵn sàng. Thế giới đang theo dõi những gì đang diễn ra. Chúng tôi sẽ đếm tất cả các phiếu bầu. Quá trình này sẽ sớm hoàn tất. Hiện tất cả các cơ quan chính phủ Mỹ đã được yêu cầu tiếp tục dùng ngân sách của họ. Như thể Tổng thống Donald Trump sẽ được bầu lại. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng thông báo về chuyến thăm 7 quốc gia đồng minh của Mỹ là những nước đã chúc mừng ông Joe Biden thắng cử, bất chấp việc đương kim Tổng thống Donald Trump từ chối công nhận. Bản tin trưa tiếp tục với các tin tức quốc tế. Thưa quý vị, trong ngày 11 tháng 11 theo giờ địa phương, kết quả kiểm phiếu tại bang Alaska đã đem về thêm 3 phiếu đại cử tri cho Tổng thống Donald Trump. Trong khi đó, ở bang Georgia thông báo sẽ kiểm lại tất cả phiếu bầu bằng tay. Bất chấp các diễn biến này, ứng cử viên Joe Biden vẫn tiếp tục xúc tiến các nỗ lực chuyển giao quyền lực, cũng như có các cuộc điện đàm với lãnh đạo các đồng minh chủ chốt của Mỹ. Ông Joe Biden, người được truyền thông Mỹ tuyên bố là Tổng thống đắc cử, đã chỉ định ông Ronald Klain, một trợ lý lâu năm của mình, làm chánh văn phòng Nhà Trắng. Đây là nhân vật cấp cao mới nhất trong hàng ngũ chuyển giao quyền lực của ông Joe Biden, có vai trò cố vấn và giúp xây dựng đội ngũ lãnh đạo của chính quyền ông Biden. Trước đó, ekip chuyển giao quyền lực của ông Biden đã chính thức ra mắt với nhiều gương mặt nổi trội và cho thấy ưu tiên của chính quyền mới trong việc giải quyết loạt vấn đề kinh tế từ bất bình đẳng thu nhập cho đến biến đổi khí hậu. Song song với việc thúc đẩy quá trình chuyển giao, ông Joe Biden cũng đã tiến hành điện đàm với lãnh đạo một số nước đồng minh, trong đó có Nhật Bản và Hàn Quốc. Phát biểu sau cuộc điện đàm, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide nêu rõ. Ông Biden đã nói rằng ông ấy mong đợi tăng cường liên minh Mỹ-Nhật Bản và hợp tác để hiện thực hóa một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và mở cửa. Về phần mình, trong thông báo trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết hai bên tái khẳng định cam kết đối với mối quan hệ đồng minh và sẽ hợp tác chặt chẽ để giải quyết những thách thức toàn cầu, trong đó có đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và biến đổi khí hậu. Ngày 7 tháng 11 vừa qua, 4 ngày sau ngày bầu cử chính thức, các hãng truyền thông lớn tại Mỹ đồng loạt đưa tin kết quả kiểm phiếu tại bang Pennsylvania nghiêng về ứng viên của Đảng Dân Chủ. Qua đó, ông Biden giành được 273 phiếu đại cử tri, vượt mức 270 phiếu cần thiết trong tổng số 538 phiếu để đắc cử Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, cho đến nay, đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa thừa nhận kết quả này, đồng thời tuyên bố thúc đẩy cuộc chiến pháp lý tại một số bang mà ekip của ông cho rằng kết quả kiểm phiếu không chính xác như Pennsylvania, Nevada, Georgia và Arizona. Thưa quý vị, trong một diễn biến mới nhất về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, thư ký báo chí Nhà Trắng Kelly McEnany đã xuất hiện trên đài truyền hình Fox News và đưa ra một tập văn bản dài 234 trang bao gồm lời tuyên thệ từ nhân chứng mà cô tuyên bố là bằng chứng về cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 3 tháng 11. Ngoài ra, McEnany cũng đã liệt kê ra những trường hợp bất thường mà chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã phát hiện. Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa Ronna McDaniel cũng đã xuất hiện trên kênh truyền hình Fox News và tuyên bố phía ông Trump sẽ thách thức kết quả bầu cử đến cùng. Theo đó, phía ông Trump tới nay đã nhận được thông báo về tổng cộng 11.000 nghi vấn gian lận bầu cử từ các nhân chứng và đã tổng hợp được khoảng 500 bản tuyên thệ từ các nhân chứng. Họ vẫn đang tiếp tục quá trình xác minh các thông báo. Động thái của Nhà Trắng diễn ra trong bối cảnh ông Donald Trump từ chối nhận thua trước đối thủ của đảng Dân Chủ, ông Joe Biden. Phó thống đốc bang Texas Dan Patrick tuyên bố rằng ủng hộ Tổng thống Trump và sẽ thưởng 1 triệu đô la Mỹ cho những người tố cáo gian lận cử tri. Ông Patrick cho hay, bất cứ ai cung cấp thông tin dẫn đến việc kết án sẽ nhận được ít nhất là 25.000 đô la Mỹ. Theo phát ngôn viên Sherry Sylvester, số tiền này đến từ quỹ vận động tranh cử của ông Patrick. Ông Patrick không đưa ra bằng chứng nào về gian lận bầu cử hàng loạt. Tuy nhiên, thông cáo báo chí của ông dẫn 3 vụ bắt giữ gần đây, trong đó có vụ một nhân viên xã hội ở Mesa ở Texas bị cáo buộc đăng ký bỏ phiếu cho 67 cư dân sống trong trung tâm cứu trợ mà không có sự đồng ý của họ. Bất chấp truyền thông Mỹ đồng loạt xướng tên Biden là người chiến thắng trong cuộc bầu cử, trở thành Tổng thống Mỹ thứ 46, ông Trump vẫn không chấp nhận kết quả này. Bên cạnh việc khởi kiện, ông Trump cũng lên kế hoạch tổ chức các cuộc vận động quy mô lớn để chống gian lận bầu cử. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định nỗ lực kiện cáo từ Trump rất khó có thể thay đổi kết quả bầu cử.